là tổ chức gián điệp nổi tiếng nhất của Mỹ và hoạt động mạnh mẽ trên khắp thế giới, can thiệp vào nhiều cuộc đảo chính và nội chiến của nhiều quốc gia, trong đó có cuộc chiến với Việt Nam năm 1975. Thế nhưng, chính tổ chức này đang đi ngược lại các tuyên ngôn tề nhân quyền và tự do dân sự ngay tại trên đất Mỹ. Dưới đây là bài lược dịch về sự việc CIA, giám sát thư điện tử của người tố giác gửi cho Quốc hội Mỹ, một hành vi bị xem là lạm quyền của CIA. Có thể bạn đã từng nghĩ rằng CIA, đáng lẽ ra không được do thám người Mỹ ở đất Mỹ, Suy nghĩ đó thực sự là rất xưa rồi. Theo thời gian, lãnh đạo của CIA đã bí mật phát triển tất cả các chính sách và lý lẽ pháp lý để biện minh cho hành vi giám sát rộng rãi trên đất Mỹ đối với những công dân bị nghi ngờ là khủng bố hoặc là gián điệp. Tài liệu giải mật từ năm 2014 đã tiết lộ rằng CIA không chỉ chặn email của công dân Hoa Kỳ mà còn là email thuộc loại nhạy cảm nhất, được gửi tới quốc hội và liên quan đến những người tố giác báo cáo về những hành vi sai trái trong cộng đồng tình báo. Các tiết lộ được giữ bí mật cho đến bây giờ là hai lá thư gửi tới Quốc hội của Tổng thanh tra cộng đồng tình báo lúc bấy giờ, Sackler Merkaler. Ông tuyên bố rằng trong quá trình giám sát phản gián thường xuyên của các hệ thống máy tính của chính phủ, CIA đã thu thập email giữa các nhân viên quốc hội và người đứng đầu CIA về việc thổi còi và bảo vệ nguồn tin. Merkaler còn nói thêm rằng ông lo ngại CIA đảm bảo bảo mật đối với người tố giác. Các cuộc can thiệp tháng 3 năm 2014 được thực hiện dưới sự lãnh đạo của giám đốc CIA John Brennan và giám đốc tình báo quốc gia James Clapper, đã xảy ra trong bối cảnh mà chính quyền Obama gọi là cuộc chiến tranh giữa những người tố giác và vụ bê bối giám sát hàng loạt. Theo CIA, cơ quan gián điệp đã bị hạn chế từ những năm 1970 chỉ thu thập thông tin tình báo cho mục đích tình báo được ủy quyền, ví dụ, nếu có lý do để tin rằng một cá nhân có liên quan đến các hoạt động gián điệp hoặc khủng bố quốc tế, các thủ tục của các cơ quan đòi hỏi phải có sự chấp thuận cao nhưng trên thực tế tổ chức này đã thực hiện giám sát phản gián thường xuyên của các máy tính trong chính phủ để đảm bảo các nhân viên không làm điều sai trái và trong trường hợp sự việc kể trên tất cả các công dân mỹ đều có thể bị giám sát thông tin liên lạc bởi vì thư của người tố giác đã bị theo dõi như vậy tổ chức cia dưới thời chính quyền obama đã được chính phủ cho phép đọc email của các nhân viên quốc hội những nhà báo và công dân các bằng chứng được giải mật còn cho thấy rằng những thông tin do thám được còn được sử dụng để nhắm vào Donald Trump và các cộng sự khi ông còn đang vận động tranh cử Tổng thống. Sarah Atkinson, Sarah Atkinson là một nhà báo điều tra từng đoạt giải Emmy, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Times-Josnia, và Stonewall, Nat và người dẫn chương trình của chương trình truyền hình Sinclair.